Xin chào mọi người, thì hôm mình sẽ lại tiếp tục quay và giới thiệu cho mọi người coi một bầy nữa. Thì cái bầy này nó là hậu duệ của Rimo nhá mọi người. Thì Rimo nó là đực thuần của trại thôi. Bố mẹ cái bầy này thì nó là con giống thuần của trại. Và cái bầy này thì nó được 2 tháng 10 ngày nhá mọi người. Và được 5 bé, 4 đực và 1 cái. Và cái giá mong muốn cho 4 cho 5 bé này thì nó dao động từ 4 đến 5 triệu. Đó, cái giá thì nó vừa phải. Thì mọi người có thể xem và tham khảo. Đó, và nếu như mọi người cảm thấy mà ok con nào thì mọi người liên hệ cho công Phi, mình trao đổi và thương lượng cho hợp lý nhé. 5 con hậu duệ của Rimo. Và cái típ lông của 5 con này thì nó là lông đờ mi. Cân nặng trung bình của 5 con này thì nó dao động từ 6 cho đến 7,5 kg rồi mọi người. Nhìn nhỏ nhỏ nhưng mà rất là chắc. Đó, bị nhốt ở trong trại hơn 2 tuần nay do mưa bão, thì giờ thả ra nó đang còn bỡ ngỡ mọi người. Chỗ mọi người không biết sao chứ ở trên Bảo Lộc thì mưa hơn 2 tuần nay rồi. Mưa liên tục và chó thì cũng không được ra ngoài thường xuyên. Đó, đến nay quay cũng không có nắng luôn mọi người. Đó, thì riêng cái bài này thì nó chỉ duy nhất được một con cái duy nhất thôi. Còn lại là 4 con đực. Mọi người có thể là xem, mình muốn nuôi cho nó trông coi nhà cửa tài sản nhà mình, hoặc là mình nuôi để cho nó làm giống. Thì mọi người có thể là xem 4 con này nha, vì cái giá của nó rất là ok. Chỉ 4 đến 5 triệu thôi là mọi người có thể là sở hữu được một con rồi. Thì cái bài này thì nó sức khỏe rất là ok, ăn uống rất là tốt, vaccine thì cũng đã được làm 2 mũi rồi. Một mũi 5 bệnh, một mũi 7 bệnh. Đó thì... nếu mọi người mà mua sở hữu về thì mình cho nó quen cái nơi ở địa phương, cái chăm sóc của mình thì trong một thời gian ngắn thôi. Cho nó quen nhà là mình nuôi nó ok ngay thôi. Tại giờ sức khỏe của mấy bé này thì nó rất là ok, khỏe mạnh. Đó, ra ngoài thì cứ thấy cỏ là lạ. Đó, và bây giờ thì em sẽ quay từng con một để cho mọi người coi và báo giá từng con luôn cho mọi người xem. Nếu như mọi người mà chấm ở ưng ý thì mọi người liên hệ cho công Phi qua số điện thoại chính, đó là 0901392739, mọi người gặp trao đổi và thương lượng với công Phi nhé. Đó, thì bây giờ mình sẽ quay con cái duy nhất trong cái bầy 5 con ngày hôm nay đây. Đó, 5 con hậu duệ của Rimo. Thì con cái này có giá là 4,5 triệu. Mọi người ai mà mình đang muốn nuôi một con cái thì mọi người có thể là xem và tham khảo con này ha. Đó, giá ok vừa phải thôi. Đó, con cái duy nhất trong bầy có giá là 4,5 triệu. Và nếu như mọi người mà chấm được con cái này thì mọi người liên hệ cho công Phi qua số điện thoại là 0901392739 nhé. Đó, và giờ thì mình sẽ quay đực nha mọi người. Đây là con đực đầu tiên, con này có giá là 5 triệu. Thì cái bầy này nó được 4 đực và đây là con đực đầu đàn nha mọi người.
Đó, đây là con đực thứ hai nha mọi người. Thì con đực này có giá là 4,5 triệu. Mọi người có thể xem và tham khảo ha. Và tiếp theo đây là con đực số 3 nha mọi người. Thì con này cũng có giá là 4,5 triệu luôn. Mọi người có thể xem và tham khảo ha. Đâu ha. Đấy, và đây là con đực út đàn của cái bầy 5 con nha mọi người. Thì con đực này có giá là 4 triệu. Mọi người có thể coi và tham khảo ha. Được thì mọi người liên hệ mình trao đổi và thương lượng với công Phi nhé. Qua số điện thoại là 0901392739. Đó, và xong con đực này thì mình cũng sẽ kết thúc cái video giới thiệu 5 con hậu duệ của Remo trong buổi sáng ngày hôm nay đến mọi người. Và hy vọng rằng mọi người sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ cho trại trong cái thời gian sắp tới nha. Mình có thể là like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho trại. Những cái đó thì nó hoàn toàn miễn phí thôi. Và mọi người có muốn trao đổi thương lượng cái gì đó thì mọi người có thể liên hệ qua số điện thoại đó là 0901392739. Mọi người gặp và trao đổi với công Phi nhé.